Chiều 2 tháng 3 năm 2022, thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đơn vị này dừng chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 3. Việc chi hỗ trợ F0 sẽ do các cấp công đoàn thực hiện. Trước đó, theo quyết định số 3749 ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế. Đối với người lao động điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên, có giấy xác nhận của cơ quan y tế được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng. Trường hợp F0 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong thì thân nhân của họ được hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Bên cạnh đó, các cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động được công đoàn huy động tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 được chi hỗ trợ từ 80.000 đến 150.000 đồng một ngày. Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện hỗ trợ đã có những hiệu quả nhất định trong việc vừa đảm bảo chi hỗ trợ cho đối tượng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới, vừa đảm bảo việc dành nguồn tài chính công đoàn cho việc chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, việc chi hỗ trợ cho các đối tượng trên sẽ dừng thực hiện kể từ ngày 1 tháng 3. Theo quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mắc bệnh COVID-19, kể cả F0 tử vong, từ nay trở đi được giao cho các cấp công đoàn thực hiện theo phân cấp tài chính. Các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước ngày 1 tháng 3, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ vẫn sẽ được thực hiện chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Lý giải về sự thay đổi này, bà Trần Thị Thanh Hà cho biết, Nghị quyết số 128 của Chính phủ đã chuyển phương châm phòng chống dịch từ Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát rủi ro, hạn chế phong tỏa diện rộng, giảm việc dừng việc, nghỉ việc, giảm thời gian cách ly y tế do COVID-19. Do đó, việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động cũng cần phải thay đổi cho phù hợp. Mặt khác, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam hiện thuộc nhóm 6 nước cao nhất thế giới, góp phần giảm ca bệnh nặng và tử vong. Theo nhiều chuyên gia y tế, sau khi đã tiêm phủ vaccine diện rộng trong toàn dân thì nên coi COVID-19 là bệnh lý chuyên khoa, cần xử lý như các bệnh lý chuyên khoa khác. Từ những lý do trên, đoàn chủ tịch đã quyết định dừng thực hiện việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19. Từ ngày 1 tháng 3, các cấp công đoàn thực hiện việc hỗ trợ cho phù hợp với các quy định về chi hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ốm đau, mắc bệnh nghề nghiệp, dịch bệnh, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chủ trương này cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của Liên đoàn Lao động các tỉnh thành và công đoàn ngành. Theo Tổng Liên đoàn Lao động, trong 2 năm qua, các cấp công đoàn đã chi hơn 5.800 tỷ đồng chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.